Cái môi trường nghiên cứu của cái frame này thì cũng nằm ở cái môi trường assembly. Trên ta sẽ phải new một file assembly. Ta new một file assembly. Sau đó thì ta sẽ sử dụng phương pháp top down để ta dựng cái hình lên. Là ta top down là ta create luôn đối tượng ở đây mà không phải là place nó vào. Ta chọn ở đây. Chọn matrix standard. Ok. Ta chọn cái thư mục. Ta đặt nó là frame 1 chẳng hạn. Ở đây. Ta đặt là 0. .ipt đó, khung matrix đây rồi, ta nhấn ok, ta đặt nó vào một cái mặt phẳng nào đấy tùy, ví dụ là mặt phẳng này. Xong đó ta sẽ vẽ một cái khung thật đơn giản thôi. Đây, khung như thế này, có thể ta vẽ một cái rectangle, ta rê từ đây ta rê sang đó. Với kích thước này là kích thước khoảng cỡ cao 1,5 m đi, ta điền vào 1500. Ở đây chẳng hạn thì cái này ta là 1000 đi, tức là 1 m đó. Và cứ theo thói quen thôi, cái này thì không quan trọng lắm. Ta cân giữa cái thằng này, cân giữa thằng này vào tim, xong ta finish. Như vậy ta để một sketch như này và ta return để ta quay sang môi trường assembly. Tại môi trường assembly ta sang cái tab design. Các bạn sẽ thấy cả một cái phần frame này, đúng không? Lần trước ta đang bị khuyết, ta chưa có học một tí nào. Thì bây giờ ta sẽ học. Ta sẽ insert frame. Thì yêu cầu inventor yêu cầu ta save file. Ta save là cái file frame. Đấy. Ta yes to all. Ok, ta save lại. Sau khi ta save thì nó sẽ nhảy ra một cái bảng như thế này. Thế thì trong cái frame này, các cái thanh ở đây là đều là các cái thanh thép tiền chế, tức là thép có sẵn định dạng, đúng không? Thì ta có thể chọn cái thép mà có sẵn định dạng này. Chẳng hạn nhiều ta chọn cái ISO. Xong để trong ISO này nó cũng có rất là nhiều cái loại thép đây. Đúng không? Ta có thể chọn rất là nhiều ở đây. Chẳng hạn nhiều là ta chọn một thanh bất kỳ. Đấy, thanh này, thanh thép hộp hình dạng như thế này. Đấy, và ta sẽ chọn cái kích thước của nó. Ví dụ như là cái thanh 40 x 20 x 2 chẳng hạn. Thì ta chọn thanh này. Đúng không? Xong. Sau khi chọn cái chủng loại này, chọn theo cái ISO, chọn cái kích thước rồi á, thì ta sẽ chọn cái thanh, click theo từng cái cạnh của nó, để ta chọn cái độ dài. Chẳng hạn như ta muốn thành hình chữ U như thế này đó, và ta nhấn OK. Sau khi ta nhấn OK thì ở đây nó sẽ cho ta một cái đặt tên của các cái thanh này ở cái dạng part. Các bạn hình dung không? Như vậy mỗi thanh này cũng giống nhiều là ở cái phần ta đã thiết kế ở chốt hay là ở trục á, thì mỗi thanh này nó đều thành một cái part cho ta, đều vẽ ra một cái đối tượng part cho ta. Và ở đây á thì nó sẽ yêu cầu ta đặt cái tên theo cái cấu trúc, đúng không? Nhá, frame sẽ là frame 001, frame 002 vân vân, đúng không? Đây là các cái skeleton, là các cái nét, là các cái sketch ở trong cái file này được đặt tên theo kiểu như thế nào. Đấy, thì cái frame này chính là các cái tên cái file IAM frame, còn đây là các tên file path. Ta cứ giữ nguyên định dạng như này đã. Ta nhấn OK. Thì một loạt cái file nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ một loạt cái tên nó nằm ở đây. Đúng không? Đây. Thì ta nhấn OK. Thì nó sẽ tạo các cái file để cho ta. Như vậy
bây giờ ta đã có mấy khung sắt như thế này, đúng không? Mấy khung sắt như thế này. Đấy, thì bây giờ cái hình này ta cứ để kệ nó thôi. Ta hoặc là ta nếu như mà ta có trau chuốt ấy, thì ta cho cái thanh này với thanh này nó áp vào nhau, đúng không? Nó áp vào nhau thì ta nhìn ok thì nó sẽ fillet vào nhau như này, đúng không? Thì nhưng mà nếu không thì không cần, thì ta để nguyên thế này cũng được. Bởi vì tại đây á, inverter đã tính là tính cái đầu nối này rồi, ta không có cần phải quan tâm lắm. Cái này chỉ là để cho cái hình thôi, cái hình path của nó thôi. Thì ta có thể chọn này, tùy ra, người ta muốn cho nó kỹ lưỡng. Bây giờ ta quay sang tiến hành cái stress analysis. Thì ở đây ấy, thì nó không nó ở cái thuật ngữ frame này ấy, thì nó không làm một cái stress analysis nữa, mà nó chính là cái frame analysis. Nó chính là ở đây, cái frame analysis đây, ta chọn đây thì nó sẽ ra một cái bảng, nó sẽ ra cái giao diện khá tương đồng với stress analysis. Ta chọn grid simulation thì ở đây ta cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Ta nhấn ok. Đấy, tạo cho ta một cái frame analysis thì cũng giống như ở cái bước stress analysis, thì ta đầu tiên ta phải gắn các cái thành phần cố định, đúng không ạ? Ta gắn các phần thành phần cố định ở chỗ đó là cái phần contrast, ta có thể gắn fix ở đây. Ta chọn fix thì ở đây khi mà ta chọn fix thì lập tức tại các cái nút này hoặc các cái thanh nó đều, ta có thể đều chọn được các cái thanh hoặc các cái nút này, đúng không? Thì chẳng hạn như tôi sẽ gắn cố định một chỗ như này, tôi gắn fix ở đây đó, thì cái hình fix này nó sẽ xuất hiện ở đây. Sau đấy tôi chẳng hạn tôi muốn gắn một cái gối nữa ở đây, tôi chọn ở đây đó, thì cái gối này sẽ trượt theo cái phương nào thì trượt theo cái phương này, tự do theo phương này, ta có thể điều chỉnh được, đúng không? Ta chọn như vậy xong, tại hai đầu này tôi đã đặt được cái phần gối. Bây giờ tôi sẽ đặt vào một cái lực, chẳng nhiều cái điểm đặt lực, thì tôi sẽ đặt cái điểm này đó, và tôi có thể hoàn toàn có thể di chuyển cái lực này khoảng cách như này, đúng không? Và tôi đặt xin lỗi, tôi đặt lực này, tôi nhập giá trị 1000 newton, thấy chưa? Xong đó rồi tôi sẽ di chuyển sang đây để tôi kéo nó theo phương này chẳng hạn, đúng không? Tôi finish xong, và bây giờ tôi sẽ tiến hành thử nghiên cứu cái ứng suất xuất hiện các cái nội lực và ứng suất ở trong này theo môn theo phương pháp sức bền vật liệu xem như thế nào, bằng cách là tôi simulate. Nếu tôi simulate ngay trực tiếp bây giờ thì nó sẽ được luôn, nó khác với cái thằng stress analysis phải nhập vật liệu vào, đúng không? Nhưng ở đây ấy, thì do là cái vật liệu nó nhập vào ngay lúc mình chọn ban đầu rồi, cho nên ở đây ta có thể simulate được luôn. Đó, sau khi ta simulate thì cái thanh nó sẽ là như thế này. Và ở đây á, thì do cái nó lý tưởng hóa cái thanh trở về, nó chỉ còn là một cái thanh nữa thôi, nó không quan trọng độ lớn nữa. Chỉ vì vậy chúng ta có thể thấy ở đây các cái màu sắc nó gì tô ngay trên cái thanh thôi, chứ nó không tô ở tức là tô ở cái pin của cái thanh, chính là cái nét line của ta đó, chứ không phải là tô ở trên cái hình của nó. Các bạn phải phân biệt chỗ này nhé, phân biệt ở cái chỗ là stress analysis nhé. Stress analysis thì đối với cái thanh, đúng không, thì nó sẽ tô toàn bộ cái thanh để là xem như một vật thể to, các bạn hình dung không, nó không hề lý tưởng hóa một tí nào hết. Và chính vì vậy thì các ứng suất tại từng chỗ trên thanh đó là nó khác nhau, nhưng đối với đây nó lý tưởng hóa cái thanh, chỉ còn là để tỉ lệ những chỗ này nữa thôi. Cho nên ứng suất mà đang bảo ở đây là ứng suất lớn nhất trên cái tiết diện ở chỗ đấy, và nó quy về là tim thanh, các bạn hình dung không? Đấy, và nó chỉ lấy một số mà thôi, chứ nó không để nhiều số nữa. Chỉ vì vậy ta sẽ có thể nhìn thấy rất rõ ở chỗ này. Và cũng tương tự như ở cái phần analysis, ta có thể đọc được cái bảng result này. Ở result này displacement là gì nhỉ?
các bạn sẽ phải về đọc lại cái phần stress analysis của sự tương đồng. Displacement ở đây là chuyển vị. Như vậy, nếu như ở đây chuyển vị lớn nhất của nó ta đọc được ở đây, đó là bao nhiêu? 667, đúng không? Đơn vị là mm, đúng không? Con số rất là lớn, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây, đúng chưa? Đấy, và bé nhất là không, đương nhiên rồi, nằm ở nam này. Nam thì không có một chuyển vị nào hết, đúng không? Ta kiểm tra lực. Fx là gì? Lực, nội lực theo phương x. Đó. Ta có thể hiểu Fx là như trong sức bền vật liệu á, là nội lực. Bởi vì ở đây á thì thực tế là nó không xác định ngoại lực nữa. Bởi vì ngoại lực là gồm những lực nào nhỉ? Ngoại lực thì đa số là những số mà ta đã nhập vào rồi, đó là ngoại lực chính là cái lốt này. Lốt này là lực chủ động, còn con chết là phản lực, đúng không? Thì trong cái môn tổng lý thuyết ta biết rồi. Thì còn cái F ở đây, force ở đây, thì nó chính là cái nội lực theo phương x, đúng không? Nó được tô màu. Nội lực theo phương y và nội lực theo phương z, đúng không? Đấy, chúng ta có như này. Moment cũng tương tự như vậy. Mới. Xin nói thêm đây một chút nhé. Theo phương x này là theo phương x của cái thanh đấy nhé. Của cái thanh đúng như môn sức bền vật liệu ấy nhé, chứ không phải là theo cái phương của tọa độ đâu. Mới, MI và MZ. Đấy, tương tự như vậy. Normal stress. Normal stress là gì? Stress là gì? Là gì? Là ứng suất. Normal là pháp tuyến, đúng chưa? Hay mình gọi là ứng suất pháp. Các bạn phải lưu ý để khi mà thi ấy, thì có thể sẽ có những cái câu hỏi như thế này. S max ứng suất pháp, S min. S max và S min là như thế nào nhỉ? S max là gì? Lớn nhất đương nhiên rồi, nhưng mà nó thể hiện ra cái gì? Cho ứng suất chịu kéo nhá. S min là ứng suất chịu nén. Dạ, mắc với min ở đây là mang ý nghĩa chịu kéo chịu nén, tuân thủ đúng như cái thuật ngữ của sức bền vật liệu nhá. S max theo của MX, đúng không? Của moment, đúng không? S max của moment, của moment MX, của moment tương tự của moment MI. Ứng suất dọc trục, đúng không? Tô X, Tô Y. Tại sao tối tối thì lại không có min với max? Bởi vì chỉ có ứng suất pháp mới còn kéo với nén mới phân biệt nhé. Còn ứng suất tiếp á, là không có phân biệt nhé. Trên ứng suất tiếp chỉ có cái giá trị lớn nhất mà thôi, theo phương x và theo phương y, được chưa? Thế S này là S gì đây? SX hay SI? Cái S ở chỗ này này. S là viết tắt của từ gì nhỉ?
S ở đây ấy, sẽ bằng là viết tắt của từ sigma nhá. Tô ở đây T sẽ viết tắt của từ tô. Được chưa? Sigma ở đây là nghĩa là ứng suất pháp và ứng suất tiếp, đúng không? Ứng suất pháp thì có ở trục nào của Thanh? Ứng suất pháp luôn luôn là trục Z. Ứng suất tiếp sẽ nằm trong mặt phẳng XY, đúng không? Chính vì vậy mà có TX và TY, đúng không? Đây thực ra chính là SZ đây này. Trục Z cái này chính là bằng SZ đây. Các bạn hình dung không? Đó, ta có thể hiểu là như vậy. Torsional stress. Torsional là gì? Đúng rồi, torsional là xoắn nhé. Ứng suất xoắn thì theo phương nào? Torsional stress này thì theo phương nào? Torsional stress này nằm trong mặt phẳng XY, được chưa? Và không theo phương nào cả. Bởi vì sao? Vì theo phương nào cũng bằng nhau. Trong cái mặt phẳng này này, một cái thanh dài này nhá, được chưa? Ta cắt nó đi để ta xem xét cái moment xoắn này này. Thì moment xoắn nằm ở đây, nằm ở đây, nằm ở đây, nằm ở đây là giống hệt nhau, được chưa? Và cứ nằm ở xung quanh một cái đường tròn mà có cái tâm là cái trục trung hòa thì nó đều bằng nhau, được chưa? Là chỉ như vậy, nó chỉ viết là chữ tô thôi. Đó, và nó không có cái gì nữa. Đấy, như ta có thể thấy ở đây. Đây là diagram là các cái biểu đồ, và đây là probe là các cái probe là gì? Đây nha, ta nhớ lại một chút nữa. Diagram là biểu đồ, probe là cảm biến. Đó. Tương tự như ở cái phần stress analysis, ta có thể chọn cái xem hiển thị kết quả ở đây. Đó là ta ở đây là ta hiển thị theo sơ đồ này. Đấy. Hiển thị theo biểu đồ. Hay là hiển thị theo cái cảm biến. Thì nếu biểu đồ, ta có thể cho ở đây ta muốn xem cái gì. Ta chẳng hạn như ở đây. Ta chọn là cái dầm này. Như ta chọn cái dầm này. Đó, thì như vậy là ở đây nội lực theo phương x, phương y, phương z, moment mx, my, mz, ứng suất của từng cái theo từng nội dung của cái thanh này, của cái dầm mà ta đang chọn này này nhá. Và tx, ty và cái moment xoắn.
Được chưa? Thì ở đây á, thì cái hình ở đây, đây chỉ là cái sơ đồ. Cái sơ đồ này á, là nó sẽ cho ta biết rằng là trong cái thanh này là cái ràng buộc là ràng buộc một đầu, đầu còn lại là đầu tự do. Đó, nó sẽ tính toán theo sơ đồ như vậy. Anh nhìn ok.